Rồi thì như mình nói với mọi người á, cái mình làm lại cái đường mic cho cái nó full face của mình. Thì đây là cái full face của mình ha, mình xài cũng lâu rồi. Nhiều tua lắm mà. Cơ bản là mình thấy nó ok nên mình không có đổi. Chơi đến giờ thì hiện nay thì mình đang đi một cái dây nó như thế này đó, thì như thế này ha. Cái dây này thì mình cũng mới làm lại thôi, nhưng mà do là cái mình xài cái mic nối cho nên là mình cũng chưa có hài lòng với chất lượng dây này lắm, cho nên mình thử một số cái loại dây chất lượng khác coi nó như thế nào. Nên là sẵn dịp thì mình làm luôn cho mọi người xem ha. Bên trong cái nón của mình nó như thế này, thì bây giờ mình sẽ tháo nó ra rồi mình đi lại từ đầu cho mọi người xem ha. Nón quân phay nón nào cũng như nón đó à, cho nên mấy bác chịu khó gỡ mấy cái mút này ra làm cho nó dễ. Mình tháo nó ra hết rồi mình làm lại. Thì hồi trước á, cái tour trước mình đi Tà Bao á, rồi mình test cái này, mình test cái mic mic này nè, mic Sony CS3, chất lượng ok lắm mọi người, ok lắm. Tuy nhiên là do cái này thì nó dùng thiết kế để cho cái cài áo, cho nên nó là nó có cái miếng này, nó có cái kẹp này, nhưng khi mình gắn vô đây nó cộm lắm và nó cũng không có chắc chắn, cho nên là mình đổi để cái này mình sẽ cài áo khi mình làm số các công việc khác. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái khác ha. Rồi thì hôm nay thì mình mua cái dây nối này. Cái dây này thì nó mình tìm hiểu thì mình thấy là nó cái chất lượng nó tốt hơn, cái dây nó cũng to hơn này. Đó, cái dây nó to hơn à, thì với lại cái dắt nó có mạ vàng 24K anh theo quảng cáo là như vậy, nên là mình sẽ thay cái dây nối này. À, cái thứ hai nữa là mình dùng cái mic này, mic Saramonic á, Saramonic. Cái này thì mình điều chỉnh được cái góc này, cho nên là mình xét trong cái nó dễ lắm. Nên mình chọn và mình cũng test thử cái mic này rồi, à, mình thấy nó ok lắm. Chỉ còn lại là cái dây nối từ cái adapter của Google vào cho sao cho nó chất lượng nữa thôi. À, giờ bắt đầu mình bắt tay mình lắp cái dây này vào nha. Cái dây này vào.
Này gió lớn quá, với lại nhà kế bên người ta đang sửa nên là nó hơi ồn quá, gì mọi người thông cảm nha. Đang dịch bệnh nên không có đi đâu hết, nên cuối tuần ở nhà làm mấy cái này, vừa giải trí mà vừa nó cải thiện cái công cụ đồ chơi cho mình. Thì bây giờ cái cách mình làm á, thì mình sẽ ướm thử, mình sẽ đi dây. Cái dây này thì mình mua loại 1 mét để nó vừa đủ cho cái nón, đi cái nón này nó vừa đủ. Thì đầu tiên mình phải ướm cái dây này. Mình sẽ đi từ đây vào trong này, rồi đi lòn xuống dưới đây, rồi vòng lên. Thì mình ướm nó đâu đó ở đây, mình ướm nó đâu đó ở đây, thì cái dây này nó dư một chút xíu để nó không có bị gấp á, gấp lại nó sẽ gãy dây. Rồi cái dây này thì nó cũng bền lắm, nhưng mà mình cứ đi cho nó thong thả. Đây mình mua 1 mét luôn, mình ướm ra đây để đủ cắm lên cái adapter là được. Thì mình sẽ để nó tạm, nó là như vậy, mình tạm nó để đây đi. Xíu mình cân chỉnh sau. Rồi mình sẽ đi nó vào bên tay bên phải của cái nón. Thì khi mà mình gỡ nó ra mấy cái miếng mút ra, thì nó có cái khe hở trong này, thì mình cứ lòn nó vào. Mình lòn nó vào như thế này. Nào, nó vào. Đoạn còn lại thì mình sẽ đi móc nó vào trong này, móc nó vào trong này. Không biết mấy bác thấy rõ không, mình đi nó vào trong này thì mình cứ ướm thử nó thôi. Rồi tí xíu mình cân chỉnh nó sau. Thì khi mình đi dây xong rồi thì nó sẽ như thế này đó, mình thấy không? Mình đi mình giấu dây ở trong này, rồi mình lợi dụng mấy cái nút mà gắn cái này nè, để mình khóa nó lại luôn. Mình dán băng keo cho nó chắc chắn là mình khóa nó lại như thế này. Đó. Thì khóa lại xong thì nó sẽ chắc chắn như vậy ha. Đó. Nó đơn giản như vậy thôi, cũng không có phức tạp gì. Đó. Vậy là xong. Bây giờ là mình chỉ có lắp cái mic này vào thôi. Như mình nói, cái mic này nó gấp lại như vậy được nè, nó không giống như mic khác, nó thẳng băng, nên khi mình gắn vào á nó hay bị xoay á, còn cái này nó không có xoay được. Khi mà gắn vô như vậy rồi, gắn vào như thế này rồi thì nó không xoay được, nó dính luôn. Nó rất là chắc ha. Thì bây giờ mình sẽ gắn nó vào. Gắn thật chắc chắn vào.
Như vậy là mình xong. Đó thì bên trong cái nón của mình thì nó sẽ như vậy. Đó. Cái mic để mình nói, mình thâu vào trong cái cổ rồi ha. Đó, mọi người thấy không? Thì nó sẽ như vậy. Đó. Khi mình thấy ưng ý rồi á thì thấy ưng ý rồi đó thì mình cố định cái dây này lại. Cố định cái dây này lại. Để mình để tạm nó vô này. Thì mình sẽ cố định nó lại cho nó chặt chẽ. Cố định nó bằng cái dây rút. Chấm vào đây. Đó, rất là chắc chắn. Đó. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, mọi người coi lại cái sản phẩm này của mình. Đó. Rồi, cái thao tác cuối cùng đó là mình lắp lại những cái kia nãy mình tháo ra. Vậy là đó, hoàn chỉnh rồi đó. Các mọi người thấy không? Chịu khó làm chút xíu là mình làm nó sẽ ưng ý mình hơn. Bảo đảm với mấy bác là mấy bác tự làm thì sẽ không có một cái shop nào mà nó làm mà bác cảm thấy vừa ý bằng mình làm hết trơn. Trừ khi mình không biết làm thôi, thì mình phải chịu ra shop thôi. Còn mình tự làm được thì nó sẽ vui hơn mà nó cũng vừa ý mình hơn ha. Rồi vậy ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye.